Đây nha mọi người, đây là thạch hạ nổ của Năng. Hôm qua em đi ra cửa hàng nguyên liệu tham khảo một số cái topping và syrup mới á mọi người. Thì em tìm thấy cái hạt nổ của Năng này thấy nó lạ lạ nè mọi người. Nên là em mua về và em thử test coi nó như thế nào, và coi là mình uống với cái nước gì thì nó sẽ hợp nha mọi người. Đây là cái hộp này á, là gần 1 kg nha mọi người, giá nó cũng hơn 100k đó. Thì em thấy nó giá cũng cao, nên mà mình nếu mà mình bán, mình sử dụng nó thì mình phải cân nhắc nha mọi người. Để nếu mình bán được cái món của mình được giá thì mình nên sử dụng, còn bán bình dân thì chắc là không nên sử dụng đâu mọi người, tại vì giá cũng khá là cao. Cái này gọi là hạt nổ củ năng nha mọi người. Đó, vài bữa em sẽ lên cái clip là chia sẻ về những cái chỗ bán nguyên liệu nữa nha, mọi người chờ nha. Đó thì nhìn cũng ngon mọi người ha, nhìn nó trắng trắng, ở trong nó là giống như là củ năng vậy đó mọi người. Đó, ở trong cái nhân của cái hạt này nó như là củ năng vậy đó, nó là củ năng luôn chứ không phải là giống nữa, em nhầm á, nó là củ năng luôn nha mọi người. Đó, em ăn thử thì em thấy nó hoàn toàn cái trong cái nhân của cái hạt này á, là củ năng thật nha mọi người. Thì bây giờ thì em thử làm một cái món nước mà kết hợp ăn với lại cái topping hạt nổ củ năng này coi như thế nào nha mọi người. Thì cái món nước này thì nó rất là đơn giản luôn nha mọi người. Tại vì cái thạch này khi mà em ăn thử không á thì nó lại không hợp lắm. Nó không hợp lắm, mà khi mình kết hợp với trà sữa này kia thì nó cũng ổn. Nhưng mà em muốn test một cái vị mới, vị khác khi kết hợp với lại cái hạt nổ củ năng này coi như thế nào nha mọi người. Thì ở đây em pha 5 ly luôn. Đó, mọi người thấy hai trái dừa không? Thì em sẽ pha cái nước dừa nha mọi người. Mình sẽ uống với lại nước dừa với lại cái thạch hạt nổ củ năng này nha. Đó thì em ở đây em sử dụng là 5 ly. Ly này là 500ml nha mọi người. Và em sẽ sử dụng là hai cái trái dừa. Hai trái dừa này để mà mình pha nha. Thì nếu mà bạn nào thích mua dừa mà mình dạng giống như mình làm dừa tắc đó mọi người, thì mình pha theo kiểu dừa tắc. Còn như em thấy nó là mình không cần pha dừa tắc đâu, mình chỉ làm đơn giản như thế này thôi. Nhưng mà uống nó cũng cuốn lắm mọi người. Còn thích chua thì mọi người có thể cho thêm đường và tắc nha. Thì em sẽ cho hai trái dừa vô trong một cái ca như thế này, và em sẽ cho khoảng là một muỗng nhỏ thôi, nhưng mọi người mình thích đậm thì mình cho nhiều, thích nhạt thì mình cho ít. Đây là cái nước thanh long đó mọi người. Nước thanh long mình sẽ rây ra, mình bỏ hạt đi nha, và mình lấy cái nước cốt thôi, và mình cho một chút xíu vô cái nước dừa, và mình pha thành một loại nước uống cũng nhìn nó lạ lạ lắm nha mọi người. Và uống thì em thấy nó cuốn nha, ok lắm á. Bây giờ thì em sẽ trang trí. Chanh thì chỉ để trang trí thôi, còn nếu mọi người muốn vào dùng cái dạng nước chanh thì mình cho thêm đường và thêm tắc nha mọi người. Đó, em trang trí vài cái lá tắc vô cho nhìn cho nó nó lạ lạ chút thôi, nhìn nó đẹp thôi, chứ em không dùng nước dừa tắc nha. Rồi mình sẽ chế vô nè. Nhìn ngon ha mọi người ha, nhìn rất là đẹp luôn và ngon nha mọi người. Em đã test thử và uống thử cái công thức mà cái cách làm này á, khi mà mình dùng cái thạch hạt nổ củ năng này mình uống với lại nước dừa tươi thì thật sự là một món nước ngon và lạ hấp dẫn nha. Cái thạch hạt nổ này nó giống như một cái hạt thạch thủy tinh đó mọi người. Hạt thạch thủy tinh thì mọi người biết rồi, người ta thường bán như của Hùng Chương nè. Hùng Chương người ta cũng có bán là cái thạch hạt thủy tinh cũng có nè. Đó, nhiều hãng lắm, nhưng mà em thấy là đó là cái thạch thủy tinh người ta bán trên thị trường á mọi người. Và cái người ta hay bán kết hợp với trà sữa. Thì cái thạch hạt nổ này nó cũng giống như là cái thạch thủy tinh vậy đó mọi người. Mình cắn một phát ra thôi là cái nó ra cái nước, và cái ở trong nó là củ năng. Đó là như vậy, nhưng mà nó có cái vị ngọt. Vị ngọt nó cũng tựa tựa như nước dừa này luôn đó mọi người.
Đó, thì em muốn test và muốn review về cái thạch hạt nổ này để mọi người tham khảo. Và nếu mà mình muốn bổ sung cái thạch này vào menu, vào cái hàng topping trong quán của mình thì mình cân nhắc nha. Em review theo cảm nhận của em thôi. Đó, và em mua thử về em test review. Rồi em sẽ ra những cái clip mà mua những loại sốt, loại syrup mà về em test thử vị cho mọi người á. Có một số bạn cũng nói là chị Khánh ơi mua nha, chị mua cái này về test, mua kia về test, thì em sẽ cố gắng ha. Em sẽ mua về em test và em review về những cái vị mà syrup mới, hay là những cái sốt mới, hay là những cái món thạch mới để review cho mọi người tham khảo nha. Cảm ơn mọi người. Ngon mọi người ha, nhìn hấp dẫn quá trời luôn và rất là hợp nha. Mọi người thử đi nha.